Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Khải Nguyên nha các bạn. Clip này thì mình sẽ gói bán cho một em lưng, một con sườn lưng mini hạt sơn mỏ tròn 2 tấc nha các bạn, sườn làm hoàn toàn bằng mây anh em nhé. Và cái này con này cũng to các bạn, nên mình cũng làm cái thùng cũng to luôn nha anh em nhé. Và bạn này thì có hai mua lưng mình, hôm nay mình cũng bán rẻ lại cho em đó luôn, thì mình có dư đó các bạn. Và sườn này thì kỳ công các bạn nha, mình cũng làm kỳ công các bạn, 98% là bằng mây anh em nhé. Và cái sừng anh em thì khi bỏ hộp anh em thì nó hơi dài, nên mình đã tháo cái sừng ra rồi nha các bạn. Khi em nó về thì em chỉ cần gắn lại cái sừng và gắn tay rồi nha bạn nha. Lưng này đều có tay nha các bạn nha, và làm cái kia nha. Và bây giờ quên nữa, mình còn cái mồi dưới đó, giờ mình sẽ vô mình lấy ra rồi mình quay cho anh em xem tiếp nha. Và đây nha các bạn ơi, mình đã lấy cái lưỡi về rồi nha anh em nha. Đây cái lưỡi nha các bạn. Đây cái lưỡi lưng là sẽ nằm dưới này nha anh em nha. Và con lưng này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ các bạn, và mình cho anh em coi cái thùng các bạn. Thùng này là mình tự làm nha các bạn nha, để cho nó vừa với con lưng nha anh em nha. To lắm anh em ơi. Đây mình sẽ bỏ vào luôn nha các bạn ơi. Con lưng thì mình bỏ như vậy nè, vậy là xong một con lưng nha các bạn. Và em nó mua của mình cỡ một lạng giấy nữa nha các bạn nha, nên mình bán cho em nó một lạng giấy luôn và một tấm vải mùng luôn nha các bạn. Đó, mình cũng bỏ vào cho em luôn nha các bạn ơi. Và có cái sừng nữa nha anh em nha, sừng này đó, sừng nè, hai tay bỏ vô luôn nha anh em. Này bạn này cũng gửi xa anh em, đây bằng mây ở đây mình cũng làm nó cũng cẩn thận đó các bạn. Đây cái lưỡi dưới bỏ vô luôn. Em này hai mua lưng của mình mới bán thôi các bạn ơi, chứ còn lại mình không bao giờ bán mấy em này đâu. Còn đa số mấy em này là mình sẽ mới sẽ làm một mini game tặng một em như vậy nha. Nếu anh em nào mà yêu quý mình thì nhớ subscribe và đăng ký ủng hộ cho mình. Còn con lưng các bạn thì mình cũng làm cái hộp anh em nè. Đó mình cũng bỏ đàng hoàng nha các bạn. Cũng khớp anh em nha, cho anh em coi phía trong một lần nữa nè các bạn. Đây nha. Cho em luôn một lần nữa nha. Hộp này làm từ thùng nước ngọt với thùng gì ta? Thùng sữa đó anh em nè. Hai cái thùng mình ghép lại các bạn, để cho nó vừa với con lưng anh em. Đây cái này bỏ hơi khó các bạn. Thùng tự chế và anh em có đâu có được đẹp như người ta đâu. Đây nha. Bây giờ mình sẽ cuốn lại cho em này nha các bạn. Rồi. Và anh em ơi, cuối cùng trong 15 phút thì mình cũng đã dán xong cái hộp em này rồi nha các bạn nha. Những cái hộp này nó cũng tầm có 2 kg gì vậy các bạn. To lắm anh em ơi, ôm hết con người luôn anh em nè. Và giờ cái gói hàng này thì mình sẽ đem đi gửi cho bạn đạt nha các bạn. Và anh em nào muốn ủng hộ mình hơn và muốn mình có thể làm những em lưng này mà tặng cho các bạn, thì các bạn hãy cho mình một cái subscribe, phải chia sẻ clip này cho nhiều anh em xem hơn. Và mình cũng có bán những em lưng mini 1 tấc nữa nha, nếu anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình nha các bạn. Thùng này là 2 tấc mà anh em nhìn nó cực kỳ chắc rồi các bạn, dán kem nến rồi tùm lum hết nha anh em nha. Các bạn nào mua thì cứ liên hệ cho mình. Còn em này thì mình chỉ bán cho những em nào mà hay mua đồ mình nhiều lắm các bạn, thì may ra mình mới nhượng lại cho em đó thôi nha các bạn. Còn lưng này tới đây thôi nha anh em nha. Nếu anh em mà xem thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký, và nhớ chia sẻ cái clip này cho nhiều anh em xem hơn. Và mình là Khải Nguyên Vlog, xin chào và hẹn gặp lại anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo của mình, và mình sẽ ra những clip hay hơn nha. Bye bye.